Đời mình chưa biết cái thịt con bê là như thế nào luôn. Cô ấy lại nghi răng thoải mái nha. Con mới thiết kế thêm 6 phần bò cô bê rồi. Ờ. Hả? Anh có biết là em lo cho anh lắm không? Tự dưng cái anh bỏ đi mà không nói năng gì với em hết. Em đợi anh lâu lắm. Em buồn. Đó, tôi sang mà trời ơi, có 70 triệu anh làm gì dữ vậy? Mẹ, 70 triệu là sao? Trời, hôm trước mẹ nói với con có 35 triệu thôi mà, bây giờ 70 triệu là sao? Mà tiền ở đâu ra? Ào ào à, thì 35 triệu rẻ quá, người ta sang rồi. Bây giờ cái shop này shop quần áo cho nên mắc tiền 70 triệu. Rồi rồi, tôi biết rồi, để tôi chuẩn bị đi, vài bữa tôi đem tiền qua tôi chồng hay chưa. Rồi, 70 triệu. Ừ. Mẹ, mẹ làm gì có tiền mà chuẩn bị mà mẹ đi hứa với người ta chứ vợ? Mẹ đã quyết định kỳ này phải sang cái shop 70 triệu đó mới được. Có. Chào cô. Ủa, Vũ. Dạ. Con đi đâu vậy? Dạ, con tính ra trung tâm thương mại mua ít đồ. Vậy đó hả? Dạ. À, Nghi, Vũ ra trung tâm thương mại mua ít đồ kìa. À, đi ha. Dạ, đi nha con. Ừ, con. Nghi. Nè. Giờ này con người ta thành con nhà giàu rồi cho nên lúc nào cũng mặc đồ hiệu hết ha. Thì trước giờ anh cũng mặc đồ hiệu mà. Thôi bớt chém gió luôn. Rồi khi nào anh mới định mời em ăn thịt bò bít tết đây? Ủa cô, bò bít tết là gì vậy cô? Bò bít tết là lấy miếng thịt bò đập cái tẹp, bỏ lên chảo ăn với khoai tây bánh mì đó. À, mà con sao con không biết nó là gì hết ta? Thôi nha, hứa rồi phải giữ lời nha. Định chừng khi nào mời em đây? Nói giỡn á, anh nhớ mà. Anh sẽ cho em ăn thịt bò thì khi nào em ngán thì thôi. Vậy thôi là đi hả? Chứ sao? Ngày, giờ, địa điểm, thời gian đâu? Bây giờ khi đi. Khi nào mời em? Mời ăn liền bây giờ đi. Bây giờ đi. Hay là cuối tuần? Cô. Hay là chừng nào cũng được? Cô. Hả? Cô nghe bài hát này chưa cô? Tùy con. Hứa thật nhiều, tất hứa thì cũng điều điều. Thôi thì thôi nha. Nè! Nè cái gì? Trời ơi, mày cứ ào riết trai đó sợ à. Gài đi ăn thịt bò biết tết thôi cũng không được nữa. Bất tài vô dụng. Cô. Hả? Cô ý Nghi cứ lựa đồ ăn trước nha. Con đi đây chút xíu. Ừ, ba nghe. Dạ. Alo ba hả ba? Ờ, có chuyện gì kìa con? Dạ. Con có chuyện muốn nói với ba nè. Ba có thể cho con mời bạn của con đi ăn được không ba? Một người bạn của con á. Dạ. Mà tại vì con đang mang ơn bạn đó nên con bắt buộc phải mời bạn đó đi ăn đó ba. Ủa thì mời đi. Dạ. Lại có một cái chuyện cũng hơi khó nói là bạn của con ăn hơi nhiều á ba. Một mình bạn đó ăn tới bằng 3 phần của người ta lận. Trời, nhiều dữ vậy hả con? Ờ thôi, nếu mà lỡ thì cứ mời đi nha. Dạ. Dạ, dạ đồng cảm ơn ba nha ba. Phải công nhận thằng con mình nó ngoan thiệt ta. Nó làm gì nó cũng xin phép. Ủa mà bạn nó là ai mà sao nó ăn dữ vậy ta? À, cô ấy nghe gọi được đồ chưa cô? À, chưa. Cô đợi con ra mà. Em ơi, cho 6 phần thịt bò ngon nhất nha. Chị, từ từ thôi chị. Anh bị sao vậy? Ở đây có 3 người à. Anh kêu tôi 6 phần, ăn sao hết. Ừ. Sao không hết? Một mình mẹ ăn thôi đã hết 5 phần rồi. Nhớ không? Đúng rồi đó, mình cô là 5 phần rồi. Hai đứa mình có ăn có 1 phần à. Vậy đi nha. Cô, đi lại tranh thủ ăn đi. Tao biết khi nào mình được ăn gì nữa đâu. Đúng rồi con, mình tranh thủ mình ăn đi. Chứ... Ủa con nói sao giống như ăn bữa ân huệ cuối cùng như vậy? Quên. Được nha.
Rồi bây giờ con kêu thêm 6 phần nữa nha con. Ba nghe. Dạ. Bye ba. Hả? Bò Cô Bê hả? Dạ. Trời ơi, cô nghe nói bò Cô Bê mấy chục triệu một ký nghe. Không sao đâu cô. Ba. Bò cô cái gì đó. Cô Bê. Mấy chục triệu luôn. Ừ. Nè, con nghĩ là mình ăn vậy nãy giờ cũng đủ rồi, no rồi. Anh Vũ, anh không cần phải kêu thêm cái gì đâu. Anh hỏi người ta lại đi, không cần phải kêu thêm bò. Cứ thoải mái đi, lâu lâu mình mới có dịp mà đúng không cô? Đúng rồi, cả đời mình mà ăn cho biết bò Cô Bê như thế nào chứ con. Có gì đâu, nếu như mà còn cơ hội á, anh sẽ bao hai mẹ con ăn thêm một lần nữa. Hôm nay là đã quá đủ rồi. Đủ gì mà đủ, cái này là lộc trời cho mà.
Tự dưng cái anh bỏ đi mà không nói năng gì với em hết. Em lợi anh đau lắm. Em buồn. Anh đó, từ bây giờ trở về sau không được bỏ em đi đâu nữa đâu nha. Nhất định là phải ở sát bên cạnh em, biết chưa? Không lẽ Song Nghi thích mình nữa ta? Để em nói rõ cho anh biết nha. Không có anh đó, thì em sẽ không có ai để bắt nạt hết. Em thật sự là buồn lắm luôn đó. À, thì ra là không có người để cô bắt nạt chứ gì.